Thứ nhất là sắp xếp hai thảm đỏ, tôi và anh đi song song với nhau nhưng anh đi thảm anh, tôi đi thảm tôi. Thứ hai, năm 2015 khi anh qua nhà tôi chơi, tôi tiếp đón anh bằng xe có biển 79, cái năm mà anh trở mặt chơi xấu tôi. Tới năm 1991 mới bình thường hóa quan hệ, tính đến năm nay vừa tròn 32 năm nên biển số xe tôi đón anh lần này sẽ là 32. Thứ ba là từ năm 1979 đến nay tròn 44 năm anh đưa 600.000 quân sang thăm nước tôi. Tới năm 1991 là tròn 12 năm tôi và anh xung đột trước khi bình thường hóa quan hệ sau hội nghị Thành Đô. Thứ tư, cây tre ở khắp mọi nơi. Cây tre là biểu tượng của đất nước Việt, cũng là đường lối ngoại giao cây tre trung lập của Việt Nam. Gốc tre phía sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuy trùng gốc nhưng khác hướng. Thứ năm, tôi mời anh uống 3 loại trà thượng hạng và trong đó có một loại trà được trồng trên Vị Xuyên, Hà Giang. Vị Xuyên năm 1984, lò vôi thế kỷ, chính là trận đánh khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung.